Thưa quý vị và các bạn, hai mang giang sáng tạo, nỗ lực làm việc bằng đam mê, thành công sẽ đến là chia sẻ tâm huyết với các đồng nghiệp và học sinh yêu khoa học và làm khoa học của thầy giáo Phan Hữu Tùng, hiệu trưởng trường tiểu học số 1 Phủ Bài, thị xã Hương Thủy. Thầy Tùng đã có nhiều nghiên cứu sáng chế khoa học phục vụ cho việc dạy và học có hiệu quả hơn, ghi nhận của phóng viên thời sự. Đến trường tiểu học số 1 Phủ Bài, thị xã Hương Thủy, cả nhiều người sẽ ngạc nhiên khi tham quan các lớp học. Bởi thay vì được thiết kế như các lớp học bình thường, thì tại đây, hệ thống TV sẽ được đặt ngay phía sau một chiếc bảng kéo được nhà trường thiết kế riêng biệt. Đây chính là sáng tạo tâm huyết của thầy Phan Hữu Tùng, hiệu trưởng nhà trường, khi nhận thấy vị trí đặt TV ở góc lớp như thường quy có thể khiến học sinh khó khăn khi nhìn bảng và theo dõi bài học. Chỉ là một sự thay đổi nhỏ, nhưng chính sự thay đổi trong vị trí đặt bảng này cũng đã mang lại những hiệu quả lớn. Bản thân tôi thì cũng đã nghĩ ra một số cái sáng kiến để giúp cho thầy cô để giảm sức lao động, ví dụ như là các phần mềm về in phiếu liên lạc, in học bạ, rồi một số cảm nhận, ví dụ như là các cái bảng hệ thống bằng kéo để giúp cho các em giảm được các cái tật về mắt khi sử dụng cái TV màn hình lớn ở các phòng học. Tâm huyết, nhiệt tình, luôn miệt mài nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo các công trình nghiên cứu khoa học là nhận xét của đồng nghiệp khi nói về thầy Tùng. Những sáng kiến của thầy Tùng đều được đánh giá cao về ứng dụng thực tiễn, mang lại hiệu quả cao. Nhận thấy tâm lý của lứa tuổi học sinh thường hiểu đồng, mất tập trung, thường quên tắt điện nước sau khi sử dụng. Từ thực tế đó, thầy giáo Phan Hữu Tùng, hiệu trưởng trường tiểu học số 1 Phủ Bài, thị xã Hương Thủy, đã tìm tòi nghiên cứu, đưa vào sử dụng hệ thống tự động hóa khi tắt mở điện nước tại trường học, bước đầu đem lại hiệu quả nhất định. Từ khi tôi sử dụng phần mềm này, giúp cho tôi tiết kiệm thời gian và sức khỏe, đặc biệt đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong trường học. Thì dự án có nguồn kinh phí thực hiện không lớn, dễ thi công, là dễ thực hiện và mang hiệu quả kinh tế số cao trong việc là hạn chế cái khả năng tiêu hao điện nước, có phần tiết kiệm được ngân sách nhà nước. Thì đồng thời dự án này thực hiện cũng góp phần nâng cao nhận thức về khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ trong cuộc sống và góp phần xây dựng cái trường học thông minh. Trong thời gian đến thì chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá hiệu quả của dự án để tiếp tục nhân rộng cái mô hình này đến tất cả các trường học trên địa bàn thị xã. Nói về quá trình nghiên cứu khoa học, thầy Phan Hữu Tùng chia sẻ, bản thân phải luôn luôn nghĩ đến sản phẩm, luôn đặt câu hỏi tại sao để tìm tòi trong sách vở, để từ đó mới hoàn thiện sản phẩm một cách chu đáo nhất. Tuy nhiên, việc nghiên cứu không phải lúc nào cũng suôn sẻ, thậm chí có thể phá tung mọi thứ để làm lại từ đầu, nhưng tuyệt đối không bỏ cuộc. Chỉ có như vậy thì việc nghiên cứu khoa học mới thành công. Đây cũng là quan điểm xuyên suốt của thầy để truyền lửa nghiên cứu khoa học đến tất cả học sinh và giáo viên của nhà trường. Với những cái sản phẩm thuộc về đề tài nghiên cứu khoa học mà ứng dụng công nghệ thông minh thì cũng đã lan tỏa được rất nhiều trong học sinh. Ví dụ như trường chúng tôi thì tôi hay nói với học sinh là trường chúng ta là một cái trường học rất là thông minh. Chúng ta có thể tắt điện nước bằng lời nói, bằng giọng nói, các em cũng rất là thích và rất nhiều cái đề tài khác thì giáo viên, học sinh cũng rất là thích và từ đó cũng hưởng ứng và cũng có các em học sinh cũng đạt được nhiều cái giải trong cái cuộc thi sáng tạo thân thiện nhi đồng. Nhiệt huyết và lòng say mê nghiên cứu khoa học sáng chế các sản phẩm có tính ứng dụng thực tiễn, mang lại giá trị cuộc sống của thầy giáo Phan Hữu Tùng chính là tấm gương truyền cảm hứng cho mỗi một cán bộ giáo viên và học sinh không ngừng nỗ lực học tập sáng tạo để thầy và trò cùng lan tỏa tinh thần hiệu học của vùng đất cổ đô Huế.